Lời Chúa, thứ năm sau Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh, ngày 12 tháng 5, 2022. Chúa sống trong tôi, Chúa lòng thương xót của tôi. Hạnh phúc trong tôi, Chúa là lẽ sống đời tôi. Tim tôi hân hoan, chí tôi dâng trào. Chúa trao ban, Chúa lòng thương xót của tôi. Lời Chúa, thứ năm sau Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh, ngày 12 tháng 5, 2022. Thưa anh chị em và các bạn, mỗi ngày thứ năm, chúng ta được mời gọi nhìn lên Chúa Giêsu Thánh Thể, bí tích của lòng thương xót, và cầu nguyện đặc biệt cho Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục, linh mục, tu sĩ, cầu nguyện cho các linh mục đang nằm trên giường bệnh, đang ở trong các nhà hưu, cô đơn, tuổi già, cầu nguyện cho các linh mục đang gặp khủng hoảng trong đời tu, những linh mục đang gặp thử thách, đang bị hiểu lầm, đang bị giam cầm, đang bị biết bao nhiêu những cám dỗ, đang ở trong sương mù. Xin Chúa ban cho các linh mục được tràn đầy thánh thần, vượt qua những khó khăn thử thách trong đời dâng hiến. Giờ đây mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa thứ năm sau Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh. Bài đọc 1 trong sách Công vụ Tông đồ chương 13, câu 13 đến câu 25. Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Bấy giờ từ Pha-phô, ông Phao-lô và các bạn đồng hành vượt biển đến Perge miền Nam Pamphylia. Nhưng ông Gioan bỏ các ông mà về Jerusalem. Còn hai ông Phao-lô và Ba-na-ba thì rời Perge, tiếp tục đi Antiochia miền Pisidia. Ngày Sa-bát, hai ông và hội đường ngồi tham dự. Sau phần đọc sách luật và sách các ngôn sứ, các trưởng hội đường cho người đến nói với hai ông: Thưa anh em, nếu anh em muốn khuyên nhủ dân điều gì, xin cứ nói. Ông Phao-lô đứng dậy, giơ tay xin mọi người lưu ý rồi nói: Thưa đồng bào Israel và những người kính sợ Thiên Chúa, xin nghe đây. Thiên Chúa của dân Israel đã chọn cha ông chúng ta, đã làm cho dân này thành một dân lớn trong thời họ cư ngụ ở đất Ai Cập, và đã giơ cánh tay mạnh mẽ của người mà đem họ ra khỏi đó. Và trong thời gian chừng 40 năm, người đã nuôi dưỡng họ trong sa mạc. Rồi người đã tiêu diệt 7 dân tộc ở đất Canaan và ban đất của chúng cho họ làm gia sản. Tất cả đã xảy ra trong khoảng 450 năm. Sau đó, người ban cho họ các vị thủ lãnh cho đến thời ngôn sứ Samuel. Rồi họ đòi có vua, Thiên Chúa ban cho ông Saul, con ông Kít thuộc chi tộc Benjamin, trị vì 40 năm. Sau khi truất phế vua Saul, người đã cho ông David xuất hiện làm vua cai trị họ. Người đã làm chứng về ông rằng: Ta đã tìm được David con của Jesse, một người đẹp lòng ta, và sẽ thi hành mọi ý muốn của ta. Từ dòng dõi vua này, theo lời hứa, Thiên Chúa đã đưa đến cho Israel một đấng cứu độ là Đức Giêsu. Để dọn đường cho Đức Giêsu, ông Gioan đã rao giảng kêu gọi toàn dân Israel chịu phép rửa, tỏ lòng sám hối. Khi sắp hoàn thành sứ mệnh, ông Gioan đã tuyên bố: Tôi không phải là đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa, đấng ấy đến sau tôi, và tôi không đáng cởi dép cho người. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Mời anh chị em lập lại câu đáp: Lạy Chúa, tình thương Chúa đời đời con ca tụng. Tình thương Chúa đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế hệ miệng con rao giảng lòng thành tin của Ngài. Vâng, con nói
tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu, lòng thành tin Chúa được thiết lập trên trời. Lạy Chúa, tình thương Chúa đời đời con ca tụng. Ta đã tìm ra nghĩa bộc David, đa sức giàu thanh tấn phong người. Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ, tay quyền năng cùng cô vững vàng. Lạy Chúa, tình thương Chúa đời đời con ca tụng. Ta sẽ yêu thương người và giữ lòng thành tin. Nhờ danh ta, người được thêm uy vũ. Người sẽ đưa thưa với ta, Ngài chính là thân phụ, là Thiên Chúa con thờ, là núi đoa cho con được cứu độ. Lạy Chúa, tình thương Chúa đời đời con ca tụng. Hallelujah, hallelujah. Lạy Chúa Giêsu Kitô là vị chứng nhân trung thành, là trường tử trong số những người từ cõi chết trỗi dậy. Chúa đã yêu mến chúng con và đã lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng con. Hallelujah. Mình sẽ mở tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 13 câu 16 đến câu 20. Gioan 13 16 đến 20. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu nói: Thật, Thầy bảo thật anh em, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó. Nếu anh em thực hành thì thật phúc cho anh em. Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính Thầy biết những người Thầy đã chọn. Nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Kẻ đó cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đặt con. Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra, anh em tin là Thầy hằng hữu. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp đấng đã sai Thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, lời Chúa mà chúng ta nghe ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ tư Phục sinh, bài đọc một trong sách Công vụ Tông đồ, chỉ trong ít câu, chương 13 từ câu 16 cho đến câu 25, Phao-lô đã tóm gọn cho mọi người thấy được lịch sử cứu độ, để chúng ta thấy rằng là tất cả lịch sử đang được Chúa đưa dẫn để nhằm đem đến ơn cứu độ cho con người. Từng chi tiết một trong lịch sử, cũng như từng chi tiết một trong lịch sử cá nhân của mỗi người chúng ta. Hồi Chủ nhật vừa rồi, ngày mùng 8 tháng 5, ngày của mẹ, anh em chúng tôi về thăm mẹ. Mấy em nói cha cho chúng con đi về thăm bà cố với, bảo được, mấy anh em về với bà cho vui. Thì bà thấy mấy anh em thì vui lắm, nói chuyện cười rồi giỡn đủ thứ, rất là hồn nhiên. Có những câu anh em hỏi để gài, nhưng mà bà trả lời theo kiểu khác, bà cứ đi theo hướng của bà. Một rồi em nói trời, bà vẫn tỉnh lắm, còn cố ý còn hỏi gài, bà chẳng có trả lời, bà cứ đường bà đi. Chúng con không làm gì được hết, bảo bà còn tỉnh lắm. Hey, lúc mấy anh em về trước thì tôi lại tôi thu dọn, tôi ngồi nói chuyện với mẹ. Bà nói, người ta nói gì cứ kệ người ta nhé, mình cứ vâng theo ý Chúa, mọi sự xảy đến đều không ngoài ý Chúa. Mọi sự xảy đến đều không ngoài ý Chúa, còn cứ vậy mà con đi. Người ta nói gì kệ người ta, người ta có khen cũng kệ, mà người ta có chê cũng chả sao. Tao tập người hàng xóm của tao khó chịu lắm, nhưng mà
cứ cố gắng thương họ, cầu nguyện cho họ. Lắm lúc cũng bực, lắm lúc cũng muốn cãi, lắm lúc cũng muốn gây chuyện. Nhưng mà thôi, nếu mà mình thương cái người mà thương mình dễ rồi. Mẹ tôi nói, mà cái người mà nó không ra cái gì, nó cứ gây sự mình cứ thương họ, không làm gì được thì cầu nguyện cho họ nhé. Nhớ, người ta làm gì mình thì kệ người ta, đừng có ghét bỏ ai cả. Mẹ tôi dặn tôi vậy. Vì biết rằng có nhiều người ganh tị, có nhiều người khó chịu, có nhiều người âm mưu hại. Mẹ tôi biết, bảo kệ họ. Mọi sự không ngoài ý Chúa đâu. Rồi có người nói với tao là con của bà là thánh. Tao bảo thánh cái gì đâu, nó cũng là người, nó cũng yếu đuối tội lỗi như ai, chứ có thánh gì đâu. Xong bà nó nhỏ tai. Có khi trước mặt nó nói vậy, sau lưng nó lại chửi chọi, chẳng biết đâu được. Chớ mà nghe nó. Chớ mà nghe. Đừng có tưởng thấy người ta khen trước mặt mà tưởng thật. Có khi sau lưng nó chửi đấy. Mày đừng có bận tâm, nó khen hay chê cứ kệ. Kệ, cứ đối xử tốt với mọi người. Mẹ tôi dặn vậy. Đối xử tốt với mọi người. Còn ai làm gì thì kệ họ trước mặt Chúa. Mọi sự không ngoài thánh ý Chúa. Thì khi mà tôi nghe lời mẹ tôi khuyên như vậy, lúc xong rồi bà cứ về hả? Biết là mình về rồi cứ hỏi về hả? Mấy đứa em nó chào ông vậy. Về à? Không, ở lại chơi đã. Làm gì khi cũng ngại. Có mấy anh em trong trung tâm mục vụ nói anh Long, sao không về thăm bà tí chứ? Bảo tôi về thì nó không có ngại đâu. Mà ngại nhất là lúc chia tay. Cậu cứ tưởng tượng coi. Lúc mà bà nói về hả? Bà bảo con về mẹ. Bảo, về hả? Về hả mà ở cùng mày ra mày đóng tao cái cửa. Mày kéo cái màn, tắt cái điện. Khép cái cửa lại, khép cái cổng lại tao. Mình vừa làm mà thấy có một mình bà lủi thủi. Có một mình thôi. Mà tay thì cứ lết đi, chân đâu có đi được. Cứ lấy hai tay làm đủ mọi chuyện. Bảo mẹ làm được, mà được tao làm hết. Dọn lau nhà rồi, cơm nước dọn dẹp tao làm hết. Không nhờ ai cả, nhờ rất phiền. Mẹ tôi giúp tôi sống tự lập rồi như vậy. Cho nên lúc mà chào, nó đắng lòng lắm, nó khó chịu, nó nghẹn ngào sao á. Vô về thì thấy nó vui lắm. Nhưng mà lúc mà cái em nó ra rồi, mình là người cuối cùng, bây giờ ông vậy, kéo tao cái cửa, tắt tao cái đèn, tắt cái quạt rồi, khép lại, để đấy tao. Một mình bà, đóng cửa lại đi, nó ngại, người nó khó chịu. Tôi nói với anh em trong trung tâm một vụ là, mình không có ngại về đâu, về tốt quá, nhưng mà như lúc mà chia tay, về mình bà lại, người nó khó chịu. Cái cảm giác nó không có an toàn cho bà, mà cảm giác như là mình là đứa mà đứa con mà nó không chăm sóc được cho mẹ mình. Trong khi đó mẹ cứ về hả? Biết là về rồi cứ về hả? Giống như không dám nói ở lại mà không dám bảo đi về, cứ về hả? Rồi mấy đứa con về, bà cô ơi, bà về hả? Ngồi lại mà ăn cơm. Ví dụ thế, nghe nó cũng, em nào nó cũng thấy tội tội sao? Thì thưa anh chị em, đọc cái đây tôi nhớ Chúa nói qua Thánh Phaolô một cái diễn biến lịch sử. Chỉ trong ít câu thôi mà Phaolô cho chúng ta thấy được cả một lịch sử cứu độ. Và nhìn lại lịch sử cuộc đời mỗi người chúng ta, mọi sự không ngoài thánh ý Chúa. Mọi sự không ngoài thánh ý Chúa. Mẹ tôi bảo đừng có lo buồn gì cả. Mọi sự không ngoài thánh ý Chúa. Và trong chi tiết mà Phaolô nói này, Thiên Chúa đã chọn cho ông chúng ta, làm cho dân này một dân lớn này, rồi giơ tay mạnh mẽ đưa họ ra khỏi Ai Cập này, rồi trong 40 năm nuôi dưỡng họ trong sa mạc này, rồi tiêu diệt 7 dân tộc đất Canaan và ban đất cho họ làm gia sản này, rồi tất cả xảy ra trong khoảng 450 năm. Chúa lo lắng cho từng chi tiết một. Sau đó lại ban cho vị thủ lãnh này. Rồi họ đòi có vua thì Chúa ban cho vua này. Rồi sau khi chết phế Saul thì cho David xuất hiện. Và David, Chúa nói là ta tìm được David, con của Jesse, một người đẹp lòng ta và sẽ thi hành mọi ý muốn của ta. Rồi từ dòng dõi vua này, theo lời hứa thì Thiên Chúa đã đưa đến cho dân Israel một đấng cứu độ là Đức Giê-xu.
Để mà cứu độ con người chứ phải đi cái đường nó vòng 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 chuẩn bị biết bao nhiêu năm trời. Rồi để dọn đường cho Chúa Giêsu thì cho ông Gioan đã xuất hiện rao giảng cho toàn dân Israel chịu phép rửa tỏ lòng sám hối. Và khi sắp hoàn thành sứ mệnh thì Gioan tuyên bố: tôi không phải là đấng mà anh em tưởng đâu, nhưng kìa, đấng ấy đến sau tôi và tôi không đáng cởi dép cho người. Đấy, đọc xong, nếu mình đọc giống như một câu chuyện lịch sử mình không thấy gì, nhưng mà đọc để thấy từng chi tiết trong đó, Chúa điều khiển hết. Lịch sử này nằm trong tầm điều khiển, tầm kiểm soát của Chúa. Lịch sử mỗi người chúng ta cũng vậy, một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài ý Chúa. Mà nếu mình nhận ra điều đó thì mình thấy nó bình an hơn. Còn mình không nhận ra điều đó, mình bất an. Mẹ tôi biết những cái gì đang xảy ra trong cuộc đời của tôi. Mẹ tôi bảo mọi sự đều không ngoài ý Chúa, mày cứ an tâm. Rồi đâu vào đó. Tôi nói với một em đang ở bên nước ngoài, cho thấy như vậy cũng tốt lắm rồi. Như vậy là có khi còn tốt hơn cả những lúc ở giáo điểm hay ở Chi Hòa hay ở huyện sĩ. Vì mọi sự xảy đến đều sinh ích cho người yêu mến Chúa mà. Những giây phút này đây, cứ ở trong nhà, trong phòng đây mà loan truyền tin mừng với đủ mọi hình thức khác nhau, mùa nào thức ấy cho anh chị em mình. Rồi tôi thấy cũng lạ lắm. Có người nói sao bây giờ có nhiều hoa tươi, hoa đẹp thế, bảo tháng hoa, tháng kính Đức Mẹ là một. Rồi mùa phục sinh nữa, mùa vui tươi. Đúng vào mùa phục sinh, mùa vui tươi, Chúa gửi đến người ủng hộ hoa, rồi người đến cắm hoa, âm thầm lặng lẽ rồi đi về thôi. Thưa anh chị em, từng chi tiết một, rồi âm thanh, rồi ánh sáng, Chúa lo hết. Đấy, chị em mình có được những bài chia sẻ lời của Chúa. Anh chị em thấy không ạ? Trong cuộc sống của anh chị em của mình cũng vậy. Nếu mình đặt tất cả niềm tin vào Chúa, niềm tin thác vào Chúa, sẽ thấy nó bình an hơn. Còn mình cứ không chấp nhận cái hiện tại này, rồi cứ khó chịu, cứ kêu ca, cứ bất mãn, cứ phản kháng, lúc nào mình cũng sống trong thái độ bất an. Nhất là mình không có sự chấp nhận mà cứ đi ganh tị, cứ đi kèn cựa, cứ đi tức bực với người này người kia vì họ hơn mình, vì họ mình không được bằng như họ, thế này thế kia, làm cho người mình bất an lắm. Thưa anh chị em, anh chị em có thấy vậy không? Có thấy là những lúc mình bất an là như thế nào không? Một là mình không tin thác vào Chúa cho đủ, cứ lo không biết là như thế nào, như thế nào. Chúa nói, nếu Chúa nói với thánh nữ Faustina trong nhật ký, nếu mà người ta phó thác cho ta lo mọi sự cho họ, ta sẽ giúp họ, lo lắng cho họ. Nhưng mà người ta không tin. Người ta nói phó thác nhưng mà người ta cứ làm theo ý của người ta, cho nên là người ta bất an. Còn ta chỉ muốn ban ơn mà, ta chỉ muốn điều tốt đẹp cho họ thôi mà, tại sao họ không nhận thấy điều đó? Trong lịch sử Israel vừa rồi, chúng ta nghe vắn gọn như vậy, nhưng mà từng chi tiết một, từng chi tiết một, ta thấy nhiều lần dân Do Thái cũng đã phản kháng, nhiều lần dân Do Thái đã phản bội, nhiều lần dân Do Thái đã quay đầu lại với Chúa, trở mặt với Chúa. Rồi họ lại sám hối, rồi Chúa lại tha, rồi họ lại phạm tội, Chúa lại trừng phạt, nhắc nhở, trừng trị, để cho họ tỉnh ngộ. Rồi họ ăn năn thống hối, Chúa lại thương, lòng thương xót Chúa trải dài từ đời nọ cho đến đời kia. Trong tin mừng, cái điểm đặc biệt là như thế này, anh chị em để ý. Nếu chúng ta để ý một cái chi tiết, đó là sau khi rửa chân cho các môn đệ. Các môn đệ là các tông đồ, rửa chân cho 12 tông đồ, trong đó có cả Judas. Biết là Judas như thế, nhưng lòng thương xót của Chúa vẫn không loại trừ, không phân biệt đối xử, vẫn đối xử tốt với họ. Giống như mẹ tôi nói,
con cứ đối xử tốt với người ta đi. Người ta muốn làm gì thì chuyện đó là người ta trước mặt Chúa. Con đừng có giận hờn ghét bỏ người ta. Thì Chúa Giêsu biết rằng kẻ mà kẻ cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. Đau không? Anh, kẻ cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. Hay con buồn lắm trời. Xưa thì lúc vợ chồng vui vẻ với nhau không sao hết. Cùng chia vui sẻ buồn, chia cơm sẻ bánh. Cùng chia cơm sẻ bánh. Bây giờ thấy con không làm ăn được, thấy giờ nó làm ăn được, ăn nên làm ra. Nó thấy con như là người thừa, nó giơ gót nó đạp con. Nó coi thường con, nó không coi con ra cái gì. Buồn lắm trời. Đấy. Ờ trời, con nản quá. Sao vậy? Hai thằng công ty sống chết có nhau, mở được công ty vất vả bao nhiêu. Bây giờ thành công rồi cái nó dở mặt, nó hất con, hất cẳng con ra ngoài, không cho con trong ban điều hành, hội đồng quản trị nữa, đã giăng con đi. Kẻ cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. Mẹ tôi bảo, ta biết có nhiều đứa nó hồi xưa nó theo con, lúc mà con đang lên nó đi theo, rồi nó được hưởng bao nhiêu là bổng lộc, nhà cửa các thứ. Bây giờ nó quay trở mặt, nói hành nói xấu đủ thứ. Ta biết chứ, cứ kệ nó đi. Mà thực sự có những người mình giúp họ vô đây tay trắng tay chẳng có gì cả, giúp họ có nhà có cửa, giờ nó quay lật lọng liền. Tôi không thể tưởng tượng nữa. Không thể tưởng tượng được lòng dạ con người sao mà nó thay trắng đổi đen lẹ thế. Lúc không có thì rồi bám lấy, rồi lúc được rồi cái thì giơ gót đạp, trở mặt lên, không có ơn nghĩa gì cả, không có tình nghĩa gì cả. Lúc đó mời anh chị em nhớ lại lời Chúa: kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. Mà Chúa nói, thầy bảo thật anh em, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Kẻ được sai đi không lớn hơn người được sai đi. Nếu anh em biết điều đó và thực hành thì thật phúc cho anh em. Mình là người tôi tớ, làm sao lớn hơn chủ nhà là Thiên Chúa được. Cho nên người ta đã đối xử với Chúa như vậy. Kẻ cùng chia cơm sẻ bánh lại dưới gót đạp ta. Thì khi anh em gặp những hoàn cảnh mà bị phản bội, bị người ta phản phé, bị người ta hất cẳng, bị người ta chơi mình, thì hãy nghĩ đến lời của Chúa nói, để mà tự an ủi mình rằng là tôi tớ không hơn chủ nhà. Kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Mình là người được Chúa sai đi để loan truyền lòng thương xót Chúa, để loan báo lòng thương xót Chúa, để làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Thì làm sao mà mình lớn hơn đấng sai mình là Chúa Giêsu được. Mà Chúa Giêsu họ còn đối xử như vậy thì mình là gì? Tôi cứ ngồi tôi suy nghĩ. Anh chị em thử nghĩ coi. Có khi mình đau khổ, có khi mình bị oan uổng, có khi mình đối xử tệ bạc, tức quá đi. Trước mà nó coi con rất là trọng, con có công ăn việc làm, nín nể năng lắm. Giờ thấy mình không có công ăn việc làm, không có tiền là nó coi mình chẳng ra cái gì cả. Tức lắm, buồn lắm. Có khi thức đêm 2-3 giờ sáng ngồi cứ suy nghĩ mãi không ngủ được. Đọc đi, đọc lời Chúa ngày hôm nay tôi mới giật mình bảo mình có phúc nếu mình biết và làm điều đó, là chấp nhận cái sự thật nó như thế. Chấp nhận sự thật đó là tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh chị em chúng ta là những người được Chúa sai đi.
để loan báo lòng thương xót của Chúa, để loan báo tin mừng, thì làm sao lớn hơn người sai mình đi là chính Thiên Chúa được? Mà Đức Giêsu sai chúng ta đi, Ngài đã chấp nhận bị thử thách, bị gian khổ, bị hành hạ, bị hiểu lầm, bị loại trừ và bị giết chết. Thì chúng ta, những tông đồ lòng thương xót Chúa ngày hôm nay, những con cái của một Thiên Chúa giàu lòng thương xót ngày hôm nay, không thể nào tránh khỏi con đường đó được. Mà nếu ta biết như vậy, ta sống như vậy, thì ta là người có phúc. Hallelujah! 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 Tạ ơn Chúa! Dù anh tạ ơn Chúa trong nước mắt, cũng cứ tạ ơn đi. Dù mếu máu tạ ơn Chúa, cũng cứ tạ ơn đi. Có những lúc tôi tạ ơn Chúa mà tạ ơn Chúa mà hậm hực ý. Tại sao Chúa để như vậy? Tại sao Chúa để nó chơi con như vậy? Người mà cùng con chia cơm sẻ bánh lại dưa gót đạp con. Về, mới đầu về, anh em mình kết nghĩa vườn đào Nhã Long. Mới hôm trước hôm sau là trở mặt liền. Kết nghĩa vườn đào. Rồi có gì mình trao hết. Không giữ lại cái gì. Khi người ta nắm được hết rồi, lật lọng. Khi người ta thấy mình làm hơn người ta, bắt đầu người ta giờ khỏe. Ghê lắm anh chị em. Ghê lắm. Cho nên tôi vẫn nói với các bạn. Nếu mình mà thua người ta thì người ta khinh mình. Phải không? Mà nếu mình hơn người ta thì người ta ghét mình. Cái nào cũng chết rồi. Các bạn muốn bị người ta ghét hay muốn bị người ta khinh? Không muốn gì hết. Các bạn này khôn vừa vừa chứ. Không phải chịu cãi chứ. Không chịu khinh, không chịu ghét. Vậy thì tôi tớ không thể hơn chủ được. Mà chủ thì đã vừa bị khinh, vừa bị ghét. Còn bạn ấy bảo không, con không muốn cái gì cả. Con chỉ muốn được người ta thương thôi. Anh còn cười nữa. Chỉ muốn được người ta thương thôi. Nó thương trước mặt mình, sau lưng nó ghét mình thôi à. Cũng vậy thôi. Cho nên là tôi nói mình có hơn thì nó ghét. Mà dở hơn họ thì họ khinh. Thôi. Chẳng cần họ khinh, chẳng cần họ ghét. Họ chẳng quan tâm đến chuyện họ khinh hay họ ghét. Chuyện khinh hay ghét là của họ. Mà cũng chẳng cần phải tranh hơn tranh thua với họ. Không. Đường ta cứ đi. Đường ta cứ đi. Con đường của phục vụ, con đường của yêu thương. Cứ đi cái con đường đó thôi. Cứ đi con đường đó thì anh em biết rằng là Thầy bảo thật anh em, ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy. Và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp đấng đã sai Thầy. Cho nên khi chị em mình đi loan báo lòng thương xót Chúa, được Chúa sai đi, mà người ta nhận ra người ta đón tiếp mình, đó là mình tốt quá rồi. Mà đâu phải người ta đón tiếp mình, mà người ta đón tiếp chính đấng sai chúng ta là Chúa Giêsu. Cũng thế, khi mình đón nhận những anh em khác, được Chúa sai đến với mình, thì không phải là mình đón tiếp người anh em đó đâu, mà đón tiếp chính Chúa đứng sai người anh em đó đến với mình. Cho nên hồi chiều lên xe rồi, nổ máy rồi, đội mũ rồi, vừa ra đến cổng, bảo vệ bảo thế ra có 4 người họ đang chờ cha. Nhìn đồng hồ đó tới giờ hẹn với anh em là 10 giờ. Mà bây giờ 4 người này sao đây? Dừng xe hay là nổ máy chạy tiếp bạn? Khó nghĩ chưa? Mà nếu không nghĩ đến câu này là ai đón tiếp họ là đón tiếp chính Chúa. Biết đâu họ là người được Chúa sai đến, mà mình đón tiếp họ là đón tiếp Chúa. Mà nếu mình không đón tiếp họ, mai mốt chết về trước mặt Chúa, chứ bảo ê Long đi đâu đấy? Bảo con về với Chúa. Chúa không đón tiếp con à? Trời ơi, hồi đó con đón tiếp tao không? Chúa mà con không đón tiếp, con đến con rước Chúa này, con đi chầu Chúa này, con đi kiệu Chúa này, con đốt nến cho Chúa này. Đứa nào mà dành đốt nến với con là chết với con ấy, chứ đâu phải chơi đâu. Chứ đâu phải đùa. Nhưng mà có hôm đó đó, nó ta đến, ngươi không tiếp mà. Hôm nào, 4 cái người đó con nhớ không? Trong tôi mới giật mình, thôi, chạy tí không sao, vô xuống. 4 người đó tôi hỏi, ở đâu vậy? Xách một bịch chuối,
một bịch khoai, một bịch mì, còn sống hết. Còn như Cà Mau, bố mẹ con đi hai xe Honda từ Cà Mau lên tới Sài Gòn tìm tôi, chỉ để gặp cha lấy xin mấy cái máy lòng thương xót Chúa, mấy cuốn sách dày đọc dưới đó. Với Cà Mau họ không biết gì hết trơn, còn họ muốn nghe máy cũ quá rồi. Từ hôm cha rời giáo điểm mừng tin mừng nay gần 3 năm rồi, không có tin tức gì hết. May quá hôm rồi nó ra ngoài chợ nó nói ông đang làm nó lên đi, thế là chẳng biết đường xá gì, đi xe đò thì sợ không biết đường, đi Honda để hỏi đường. Người chồng chở người vợ, đứa con trai chở người mẹ, hai cái Honda đó chạy từ Cà Mau lên tới Sài Gòn. Anh em nghĩ đi, đi xuyên đêm. Rồi anh ngày chạy vòng xuống cái điểm hỏi, họ bảo cha Long không ở đây nữa, chỉ đường vòng ngược lại trung tâm mục vụ, đến vô bảo vệ cũng không dám hỏi. Bảo vệ bảo đi, hỏi bảo đi đâu đấy, bảo đi tham quan. Họ đâu gọi tôi đâu tham quan mà sách nải chú, buồng chuối rồi bịch mà khoai lang, bịch khoai mì rồi mấy chai nước, tay sách nách mang lui thôi lách thách. Đôi khi tôi thấy có những khách sang trọng đi xe hơi rồi mặc đầm mặc vest các thứ vào trung tâm, đó không phải khách tôi. Khách tôi toàn là cứ lách thách lang thang như thế đó, còn ai mà tiếp, ai mà đón, cứ ngồi đó chờ thôi, chờ tới bao giờ biết đâu, chưa tới bao giờ. Cho nên cứ luôn tôi phải ra tôi ngó hỏi là bảo vệ có ai đến tìm không, chứ họ cũng chẳng muốn đón tiếp những người đó. Mà thực tâm bạn như vậy là tôi, anh chị em mình có muốn đón tiếp những người đó không? Mình thích nhìn người sang chứ, xe hơi chứ, cà táp chứ, đầm chứ, nhận được tấm thiệp để là ăn mặc sang trọng để đi dự một đêm gì đó, với quỹ gì đó không biết. Tôi không có quần áo sang trọng để dự cái đêm đó. Người ta đón tiếp như quần áo sang trọng, mình đi dép với lại một quần áo thường vậy thì ai cho vô. Thế thì nếu như thế, nãy ngồi nói chuyện với cha xứ của tôi, cha xứ bảo cái đó cẩn thận, mình mà không ý thức coi chừng mình bị sa đà. Sa đà cái là mình cũng đua theo những cái gì sang trọng, quý phái, đẳng cấp, phải không? Ai cũng muốn tỏ ra mình có đẳng cấp, ai cũng muốn tỏ ra là mình quý phái, rồi mình được trân trọng, cho nên mình cứ đi tìm những con người đó mà mình bỏ rơi, bỏ quên những người nghèo. Mà ngày hôm nay Chúa nói ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp đấng đã sai Thầy. Mà người Thầy sai đến biết đâu là một người hành khất, bất đâu người bán vé số, biết đâu là bốn người mà từ Cà Mau tìm đến. May quá dừng lại vô đúng bốn người từ Cà Mau, dễ thương vô cùng, mừng quá đi hoài không biết đón có được con cha hay không. Mừng gặp cha mừng quá, mừng quá lấy mấy mươn sách về, mừng quá đưa khoai lang, khoai mì rồi bắp mới vui không đó. Trong cuộc sống của chúng ta có những niềm vui như thế, xin Chúa cho mình nhận ra khuôn mặt của Chúa nơi những con người nghèo khổ, vì đón tiếp họ chính là đón tiếp Chúa. Mời anh chị em mở cuốn Kinh Nguyện Lòng Thương Xót Chúa trang 9, chúng ta cùng đọc kinh rước lễ thiêng liêng. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh, con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật. Thì con xin ẵm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng.
cùng Cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an. Trong cuộc đời Ngài dẫn tôi qua muôn ngàn gian khó cuộc đời. Từ đó trong tôi niềm vui không vơi, tình yêu tuyệt vời Chúa luôn dành cho tôi. Dù đi lên rừng hay xuống dưới biển khơi, tôi luôn tươi cười vì có Chúa.